ai với ai tương tác. Đúng rồi, diễn lên. Ai với ai cũng được. Là em với bạn diễn phải tương tác với nhau á. Hai vợ chồng nói là tương tác với nhau diễn chứ cậu. Cố lên em. Giỡn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì xa rồi vơi. Hôm nay á, em đi ra đường á. Cái đường sao? Mỗi sáng á, mở cửa ra ra đường á, thì em thấy là em thấy gì? Trời làm gió xe cánh chim quyền. Ngồi nhìn hướng vui thương trôi chiều. Người gọi mãi, người biết đây đang lòng ngủ yên. Người hờ hứng đêm bay cũng đưa chàng về bơi. Bốn mươi năm.
có điều này rồi, rất là mong quý vị sẽ đầu tư tham gia tham dự thật là nhiều vé, biết đâu vòng loại này sẽ là vòng loại may mắn của riêng mình. Kính thưa quý vị, trao trọng xin một cái mic nữa với nhau hả nha. Dạ. Sao và anh? Bây giờ chúng ta có ba cặp thí sinh, ba những người chấm điểm chính là ba chị đại của làng Lô Tô, La Kim Quyền, Sang Sang và Cẩm Nhung. Ba bạn thí sinh mình xin bước ra phía trước. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chấm điểm nhà, đúng không? Không, chúng ta sẽ chấm điểm công khai với từng bạn thí sinh, thì mỗi một người nghệ sĩ Lô Tô sẽ cho điểm riêng mình, và khi chúng ta cộng dồn điểm lại sẽ biết được tân quán quân là ai. Xin mời người đẹp La Kim Quyền. Không cần phải hỏi ý, mỗi người có một bộ điểm số riêng của mình. Xin mời La Kim Quyền bước ra đây. Tức là mẹ cho bạn này nhiêu điểm, bạn này bao điểm, thang điểm, điểm 10. Với thang điểm 10 chị sẽ cho từng bạn là bao nhiêu điểm. Bây giờ mình chấm điểm chéo á. Không, chấm luôn á, mẹ ta chấm luôn. Đúng rồi. Bạn này bạn đầu tiên 9 điểm. Yeah, 9 điểm Mỹ luôn. Mỹ luôn. À, có sự tiến bộ nhưng mà nó vẫn còn hơi lớ, nó chưa có đúng là cái tông mà kêu Lô Tô, nhưng mà có sự tiến bộ nha, phải cố gắng tập tại vì còn quá rung. À, 8 tỷ lần đang 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 xin mời bạn tiếp theo. Còn bạn cuối cùng thì dĩ nhiên là 9 điểm rưỡi. Yeah, xin mời chị Cẩm Nhung. Chị Cẩm Nhung sẽ sẽ bảo vệ cho những người đồng hành với mình hết. Đương nhiên. Vâng. Và bây giờ với sự công khai minh bạch của mình, Cẩm Nhung cho từng bạn thí sinh bao nhiêu điểm? Thí sinh của chị Nhung, anh Kiệt bao nhiêu điểm? Tất nhiên là hát chuyện với tôi thấy quái hơn chứ. 9 tỷ đồng. Hợp lý. Sao Mỹ Lung? Mỹ Lung hát chung với chồng chị. Mỹ Lung hát được nhưng còn yếu lắm. Thì Mỹ Lung em về đây. Nếu mà mùa xanh có đi đâu con nhớ luyện nha. Thấy yếu Mỹ Lung 8 tỷ đồng. Trời ơi sao mà giống thiên môn lúa vàng quá vậy trời. 8 tỷ đồng. Em bên kia ông xã để ta cái quyền. Trời ơi thì nói chung là hát được. Tuy hát cũng ok. Chi và thưa quý vị, kết quả sẽ được thông qua với điểm số từ sự cho điểm của người đẹp Sang Sang. Bây giờ ghi lại chưa? Ghi rồi. Cái kia mà hát chung với Sang Sang là điểm mới cao hơn hai bạn kia rồi. Mỹ Long 9 điểm. Trời ơi. Im miệng vô lễ. Em trai hát với chị Quyền. Tuy là hát nói chung là cũng là giới hạn nhiều con số lắm, tại vì các bạn cũng là những người nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng chứ là hay rồi thì chị Quyền cũng có nhắc nhở và Cẩm Nhung cũng có nhắc nhở, nhưng ai cũng có nhắc nhở hết trơn á, cho nên bạn nói chung với chị Quyền là 8-7 năm. Sơn và thí sinh hát với chị Cẩm Nhung, anh này đấy là đang ôm mới vị thì đi cùng đi lên ôm trước rồi, cho nên bạn Lưu này là 9-2-5. Rồi bây giờ xin mời MC Kim Đồng sẽ thông báo kết quả. Kính thưa quý vị, kết quả đã có trong tay của Kim Trọng đây. Điểm số cực kỳ xuất sao thưa quý vị. Tuy nhiên vẫn có một bạn thí sinh nổi bật hơn với điểm số cao nhất. Mỹ Lung có 3 điểm số 8-7-5, 8-7-5 và 9. Quốc Việt có 3 điểm số 9,5, 9 và 9,25. Duy 9,5, 9 và 8,75. Kết quả quá rõ ràng. Xin chúc mừng quán quân của cuộc thi Lô Tô cùng khán giả lần 2. Xin được gọi tên bạn thí sinh Lưu Quốc Việt. Với ông loại Lô Tô cuối cùng trong đêm biểu diễn tối đêm nay. Xin mời quý vị. Bây giờ
Xin mời các con quý vị cố gắng chúng ta hướng mới về sự cấu trúc bây giờ. Số vô.